vụ truy sát hai vợ chồng, nghi phạm bỏ chạy cùng chiếc xe Dream. Sau khi dùng dao sát hại HIVER chồng, nghi phạm đã chạy trốn trên chiếc xe Honda Dream 2 mang biển kiểm soát 38F26757. Chiều ngày 7 tháng 5, cơ quan công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, cùng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hà Tĩnh đang truy bắt nghi can Nguyễn Đoản Vạn, 54 tuổi, thường gọi Vạn 10, trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, để điều tra hành vi giết người. Sau khi gây án, Vạn chạy trốn trên chiếc xe máy Honda Dream 2 mang biển kiểm soát 38F26757. Bằng các nghiệp vụ điều tra, công an xác định Vạn là nghi can sát hại bà Trần Thị Lài, 53 tuổi, và đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Báo, 54 tuổi, cùng chú tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Vạn từng có tiền án về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù ở trạm giam Đông Sơn, Quảng Bình, vào ngày 30 tháng 4. Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều ngày 7 tháng 5, khi vợ chồng ông Báo, bà Lài đang ở trong nhà riêng thì một người đàn ông xông vào nhà. Tại đây, người đàn ông chửi bới, gây sự rồi rút dao ra sát hại bà Lài và ông Báo. Sau khi gây án, người đàn ông bỏ trốn. Bà Lài và ông Báo được người dân, người thân đưa đến BV Đa Khoa thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu rồi chuyển ra BV Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Do bị thương quá nặng, bà Lài đã chút hơi thở cuối cùng, còn ông Báo đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, xác định người đàn ông truy sát bà Lài, ông Báo là Vạn. Vạn và bà Lài từng có thời gian sinh sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Ông Báo đến ở với bà Lài được chừng hơn 2 năm nay. DLAM